What? Trời mấy lắm, làm gì anh em ơi? Cái gì anh hai? Quán nồi làm gì mày? Không có gì đâu anh hai ơi. Trời ơi, trời làm gì mà cái mặt mày nhìn bí ẩn vậy? Trời không có gì đâu anh hai. Ô trời, quái nào Thiên Lâm làm gì anh em ơi, chắc chắn luôn này. Có đâu anh hả, không đi nha. Ok anh em ơi, hiện tại là bé Long nó đã đi chơi rồi nha. Trời ơi, đi chơi, tôi đảm bảo 100% là nó giấu tôi cái gì đó anh em ơi. Hồi nãy là tôi thấy là bé Long nó cầm cái con mà mô hình Dogemi anh em. Cũng như là nó nói cái gì an toàn anh em ơi. Tôi đảm bảo là nó giấu tôi cái gì đó. Nhìn bữa nay lạ quá trưởng ơi. Vô anh em ơi, cái con mô hình Dogemi này ngày trước là tôi lắp ráp anh em ơi, mà anh em thấy là nó cực kỳ là liền với nhau luôn này. Nhưng mà tôi thấy là ở đây có một cái gì đó sai anh em ơi. Nó hở ra một xíu này, quái trời đồ đũa thật sự luôn ấy. Từ anh em ơi, tôi mở ra luôn nha. Ui ra luôn này. Gì đây? Đu. Hình như là Free Fire anh em ơi. Rồi xong, tôi biết luôn rồi anh em ơi. Thanh Niên Lâm là giấu mình là cái Free Fire này anh em à. Trời ơi là trời, tôi đảm bảo 100% á là nếu như mà nó khoe tôi, nó sợ là tôi lấy anh em ơi. Nhưng mà thật ra là tôi có lấy đâu. Thanh Niên Lâm não mà qua trưởng ơi. À, bây giờ là tôi thử vô trong cái hàng này để xem là bên trong có gì nha anh em ơi. Rồi thì ra đây chính là bí mật của bé Lâm anh em ơi. A few inches later. Hello, lại là mình Sima. Ơ lộn, lại là mình Sima. Trời ơi là trời, có mỗi cái tên thôi cũng đọc sai nữa. Quái trời đâu đổ thật sự luôn anh em ơi. Không lẽ gì dẹp nghỉ luôn ấy. Ok, bây giờ là tôi cho anh em xem là bên trong hàng này là có gì nha. Đầu tiên là nhân vật đi anh em ơi. Ui, Alok nè anh em ơi, cũng như là cây rốt này, gia đình này, Tetsuya này, Ogion luôn nè anh em ơi. Nhìn xương xương á là những nhân vật chủ động ngon á là đều có trong cái hàng này gọi anh em ơi. Hayato nữa này. Như vậy là cái hàng này còn thiếu mỗi con Cassie nữa là coi như full nhân vật luôn rồi nha. Rồi, bây giờ là để tôi xem hàng này là có bao nhiêu con bé cũng như là có full bé không nha anh em ơi. Tính ra là những con bé này tôi thấy là cũng rất chi là xịn nè anh em ơi. Ui, nhiều bé vậy. Còn thiếu mỗi con Bodin đó là coi như là full bag luôn rồi anh em ơi. Nói chung là Bodin khá là hiếm anh em à, cho nên là cũng không cần thiết đâu. Ok, bây giờ là phần tủ đồ nha, xem là có gì anh em ơi. 318 tóc này cũng như là mũ và đầu anh em à. Trời ngủ là trời, nhìn xương xương đó là đầu nữ với lại đầu nam mà tôi vừa lướt qua anh em, nó hiện lên là tôi thấy cũng viết mà rồi anh em ơi. Hình như là đầu nữ bên kia là có cả là đầu thánh nữ luôn anh em à. Còn đây chính là đầu nam nha. Đây là anh em ơi, mũ sân khấu cái kiểu này. Trời gấu là trời, hàng này công nhận là đúng giàu luôn anh em ơi. Thế nhưng Lâm là cho cái hàng này vào quân đoàn của mình luôn rồi anh em à. Mấy quân đoàn nơi gác của mình anh em ơi. Bởi vì cái hạt của nó là chính là kỳ cựu của quân đoàn mình anh em à. À đù, tính ra là tóc em mũ cũng như đầu này nhìn giàu thế nhì. Bây giờ là áo nha anh em ơi, 580 cáo anh em à. Trời gấu là trời, tính ra là 580 cáo mà mỗi ngày anh em chơi một cáo bên trong cái hàng này á, là đâu đó là gần 2 năm anh em ơi. Lâu thật sự luôn ấy. Đây toàn những cáo mà gọi là xin sò con bò chứ không phải lão cùi bắp đâu nha anh em ơi. Áo ganh thì nói chung là cũng có rất là nhiều luôn này. Chứng tỏ là cái hàng này nói chung là chơi cũng rất là lâu rồi anh em ơi. Thuộc dạng là kỳ cựu của cái game này luôn rồi đấy. Đây áo chơi châu là cái kiểu có luôn này. Còn đây chính là mấy cáo free nha anh em ơi. Mấy cáo này nói chung là được miễn phí anh em à, cho nên là cũng tính nha. Hình như là tôi nhớ không nhầm là mấy cáo này nó trong dòng quay vàng anh em à, ấy theo từng mùa hay sao ấy. Đây áo đá banh nữa này. Rồi bây giờ là hết rồi anh em ơi, tôi cho anh em xem quần nha. Ok, quần thám hiểm nữa nè anh em ơi. Trời ơi là trời, 366 cái quần luôn anh em à. Một năm thì có 365 ngày anh em ơi, mà mỗi ngày anh em chơi một cái quần bên trong bàn này á, tức là anh em phải mất đâu đó là một năm một ngày anh em mà là chơi hết luôn là tất cả những số quần bên trong bàn này ấy. Được thế nhì. Ok, toàn những cái quần mà phải nói là rất chi là xịn nè anh em ơi. Không biết là có quần Hồng Thiên không anh em à. Quần anh chàng đang yêu này. Như vậy là hàng này hình như là không có quần Hồng Thiên rồi anh em ơi. Ok, bây giờ là giày dép nha. 336 đôi giày cũng như là dép nè anh em ơi. Giày khủng long nhông nhông nữa này. Từ từ bây giờ là tôi sẽ đi truy tìm là đôi giày siêu hacker, chính là đôi giày tủ của tôi anh em ơi. Không biết là có trong cái hàng này không ấy. Hình như là không có rồi anh em ơi. Quái nồi vậy, có đi mà năn nỉ luôn ấy. Trời ơi, trời, tính ra là đôi giày của tôi là mang là đôi giày quốc dân luôn anh em ơi. Nhưng mà hàng này không có là tôi chịu luôn ấy. Hình như là không có thiệt rồi anh em à. Ok anh em ơi, có mỗi là giày trái châu với lại dép lào này kia thôi anh em à. Bây giờ là tôi cho anh em xem là mắt kính này cũng như là mặt nạ và đầu nha anh em ơi. Ok, thì tổng hết luôn là có 192 nè anh em ơi. Mặt nạ chiến thần dung nham này, tôi nhớ không nhầm là thời mà còn đá chế tác á, là cái này như 7 đá và 3 bán rẻ anh em ơi. Còn cái mặt nạ mà tôi đang mang là theo cực anh em ơi. Ok, có cả là đầu thánh vương nữa này.
toàn những cái đầu mà bảy đá và ba bóng vẽ ngày xưa không à anh em ơi, thứ gì mà chịu cho nổi luôn ấy, rất là nhiều mặt nạ luôn à anh em à. Trời ơi là trời, đầu chó bất nữa nè anh em ơi, thứ gì mà chịu nổi luôn ấy, đầu thỏ cái kiểu này với lại là mặt nạ ông già Noel nè anh em ơi. Ok, bây giờ là mặt nạ của nam cũng như là của nữ nha. Thì xương xương là tổng hình luôn có 69 nha anh em ơi. Anh gà gán chiên giòn có xem video của em là cho cái hàng này thêm cái mặt nạ nó đi cho nó tròn 70, chứ 69 nhìn ngứa mắt quá anh em ơi. Đây chính là số đầu phương bên trong hàng này nha. Ok, bây giờ là hành động nha anh em ơi, xem là có cái nẹt gì không nha. 103 cái hành động anh em ơi, trời ơi là trời. Hình như là 4 cái hành động nâng cấp level 7 này. Ui ngon thế nhỉ. Cái số hành động này mà mang vô trong đảo kính nói tán gái thì thôi 100 em còn đổ anh em mà chứ còn gì nữa. Toàn những hành động mà phải nói là mua bằng kim cương không anh em ơi, đắt tiền không ấy. Ui rất là nhiều luôn nè anh em à. À nhưng mà số hành động này là trong mạng chính của tôi là đều có rồi anh em ơi, bây giờ chính tôi là rất là nhiều hành động luôn ấy. Hàng này sao mà có cửa lại lạc chính tôi, trời ơi là trời. Rồi anh em ơi, thì nói chung là hành động là chỉ có vỏn vẹn là bao nhiêu đây thôi nha. Rồi bây giờ là tôi sẽ cho anh em xem tiếp tục đó chính là hành động ở trong sân chờ anh em ơi. Đây tổng hình luôn là có 7 này. Đu quẩy nồi, số hành động này nhìn phải nói là ngầu lòi đó anh em ơi. Được của nó đây. Thì mới là một cái hành động mà khi mà anh em biến hình nữa nè anh em ơi. Đấy, hành động nói chung là khá là xịn ở phần cuối cùng này này. Đấy, ok. Rồi, bây giờ là tiếp tục nha anh em ơi, để xem là phần phương tiện nha anh em ơi. Đu, đây chính là dàn siêu xe bên trong ngạc của bé Lâm nè anh em ơi. Quẩy nồi dàn siêu xe này có vẻ là VIP Pro đấy. Trời ơi là chơi, tính ra là đâu đó là trên 10 skin là tôi cảm thấy là ngon rồi anh em ơi, mạc này lớn nào cũng trên 10 skin luôn ấy. Ok, thì nói chung là cái hàng này chỉ vỏn vẹn là bao nhiêu đây thôi nha anh em ơi. Bây giờ là tôi cho anh em xem tiếp tục đó chính là kho súng nha. Xem lạc này có những súng gì anh em ơi. Ok, kho súng luôn này. 394 vũ khí anh em ơi, và xương xương tôi thấy là có 4 cái súng level 7 và 1 cái súng level 5, 1 cái súng level 3 anh em ơi. Nói chung là ngon anh em ơi, có súng nâng cấp là level 7 là tôi thấy uy tín rồi đây. À, sợ ca thằng tình yêu này, AK gồng lửa kiểu nè anh em ơi. Đây chính là toàn bộ số skin súng cũng như là vũ khí ở bên trong hàng này nha anh em ơi. Nắm đấm này, bơm keo cái kiểu nè anh em ơi, khá chi là xịn luôn này. Ok, rồi, thì phần này chính là số skin mà đã hết hạn ở trong cái hàng này anh em ơi. Ok, cuối cùng là mình cũng đã cho anh em xem tất tần tật bên trong cái hàng này rồi nha. Trời ơi là trời, tính ra là cái hàng này tôi nhìn xương xương là tôi cảm thấy là chảy nước miếng luôn anh em ơi. Thì bây giờ là anh em comment là định giá xem cái hàng này là đã nộp bao nhiêu tiền rồi. Đó, anh em nào mà định giá đúng ấy, tôi tặng một phần quà luôn nha. Đấy, ok nha anh em ơi. Đây chính là trận đấu đầu tiên trong ngày của tôi luôn anh em ơi. Tính ra là từ sáng tới giờ là tôi chưa bắn luôn ấy. Bây giờ là tôi đang sử dụng là combo kỹ năng đó là Tatsuya và kỹ năng của gia đình anh em ơi. Lần này xác định là thiên này tớ chỉ tôi gọi anh em à. Cái chế độ mà độc lăng chiến hai ganh chủ động này anh em phải nói là rất chi là vui luôn anh em ơi. À, nó dùng những vật cờ lưu anh em ơi, nó quét tôi này quái nồi vậy. Bây giờ là tôi sẽ cố gắng cũng như là áp sát tầm gần nó anh em ơi và thả con gia đình ra nha. Xác định lần này nó dính con gia đình thì thôi tắt thở luôn chứ còn gì nữa. Đây rồi, xin dính bẹt cụ. A đu quái nồi, tôi bắn lủng cái tường luôn anh em ơi. Từ từ từ, bây giờ là tôi di chuyển qua này để tôi chặn đầu nó anh em ơi. Đây rồi, mày xong mày rồi, dính gia đình này, xin dính biệt cũ này. Ok, bây giờ tỷ số là 1-0 dành cho tôi rồi nha. Sao mà đỡ được. Các bạn ơi, nãy giờ các bạn xem video của mình mà chưa có bấm like á, bấm like mạnh đi các bạn à, trời giúp tôi lên 1k like đi. Trời, mỗi video mà tôi chỉ cần mong là 1k like thôi là vui vẻ không quạo anh em ơi. Ok, đây rồi, phai lan vào châu này, đúng không, đúng không, đúng cái nét luôn anh em ơi. Tôi ném trời ơi, ảo ma tới nhì. À, nó bật cờ lưu nó quét tôi nè anh em à. Rồi xong rồi, bây giờ mày quét tao hả mày. Lần này mày lú ra xác định là tôi bắn bằng cái gót chân cũng lên đầu nó luôn anh em à. Đâu rồi, dân chơi này dính vô vách tường luôn này. Này thì quét cờ lưu hả. Ok anh em ơi, bây giờ tỷ số đã nâng lên là 2-0 rồi nha. Trời ơi là trời, trận đấu đầu tiên đó là tôi mua cái cây màu tới nó 7 anh em ơi. Hy vọng là nó không có mua mấy cây súng mà tào lao mí lao anh em à. Nó mua súng cùi bắp là xác định là tôi thua lại là hơi toan đấy. Ok, hy vọng là nó mua súng gì ngon ngon anh em ơi. MB5, a đu, MB5 có vẻ là được đó anh em ơi. Ba chip nữa thôi, bắn tao nói là xách cái quần lên chạy luôn ấy. À đây rồi, phai lan giò heo này. Lì xì cho nó thêm một trái là phai lan giò trâu nữa anh em ơi. Chúng không, chúng không? A đu, nó quét cà lu tôi rồi anh em ơi. Tôi là đã bị lộ vị trí rồi. Bây giờ là khả năng cao là tôi tìm nó cũng như là bắn luôn anh em ơi. Chứ mà tôi núp mày cũng không được đâu. Tại vì nó mang theo kỹ năng của cà lu, nó quét được tôi mà. Đây rồi, bây giờ là tôi sẽ công lên luôn nha anh em ơi. Đấy, hợp lý rồi. Ui, quái nồi pha này thả con nhện nhanh quá anh em ơi. Từ từ tôi sẽ lui về luôn nha. Ê, làm gì cắn vậy?
À, thì anh em thấy là bên kia là con gái đúng không? Không phải đâu anh em ơi, trai giả gái đấy. Trời, trong cái chế độ đồ lăng chiến này anh em là không có gái đâu. Nhiều thanh niên mang cho giặc nữ cũng như thảo tiên các kiểu, mà thành ra là con trai. Xin dính biệt cụ này. Ok, bây giờ là tỷ số 3-0 anh em ơi, còn hai ván nữa. Bây giờ tôi sẽ quyết định là ở trong cái ván đấu này tôi bắn bằng cái ngón chân cái nha anh em ơi, chứ nó quá dễ luôn rồi. Ok, tôi đợi nó lên. Ủa vậy? Ủa? Rồi xong, nó thoát game luôn anh em ơi, quái chạy đâu đổ thật sự luôn ấy. Ảo ma tới nhà tôi bắn con xíu mà nó thoát game, nó chạy luôn anh em à. Nghe rồi, Free Fire thôi. Ok anh em ơi, tôi công nhận là Thiên Hương Lâm này đúng kiểu ảo ma và trưởng luôn ấy. Mà công nhận là cái hàng này cực kỳ là ngon luôn anh em ơi. Tôi thấy là cái hàng này là đang ở trong quân đoàn của tôi anh em à. Bé Lâm thì nó đang là kỳ cựu quân đoàn của tôi á, thì ra là nó đã duyệt cái hàng này vô trong quân đoàn tôi từ lâu luôn rồi anh em ơi, quái chạy đâu đổ thật sự luôn ấy. Ok, bây giờ chắc có lẽ là tôi để lên trên anh em ơi, mất công hồi nó về nó phát hiện là hơi toan ấy. À, các bạn xem video á, đừng quên là xem video short của mình nha anh em ơi, tức là video ngắn nha. Để xem vẫn like cho mình. Và quay trở lại clip này, mình sẽ tặng mấy bạn một phần quà nha. Bây giờ chắc có lẽ là mình sẽ dừng video đây. Bye bye anh em.